Chào các em buổi sáng. Vâng, đây là lời nói đầu tiên Thanh Sơn xin gửi đến tất cả quý vị một lời chào trân trọng, một lời chúc sức khỏe và xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thành công trên mọi lĩnh vực. Thì ngày hôm nay Thanh Sơn vô cùng danh dự được đứng ở đây, đó cũng là nhờ công lao của một người đã bảo trợ cho Thanh Sơn và cho Thanh Sơn một cơ hội để Thanh Sơn làm việc được tại Oken. Thì hiện tại Thanh Sơn đã tham gia vào Oken đã khoảng hơn một tháng và hiện tại các bậc của Thanh Sơn là Sapphire Manager. Thì khi tham gia vào đây thì cũng đã tìm hiểu rất kỹ về cũng như những dòng sản phẩm của công ty và đường hướng trả thưởng cũng như công ty Oken tại Malaysia và sự phát triển của nó. Thì Sơn đã dấn thân vào làm và đến nay đã cũng có thể thành công một bước nào đó. Thì trong tương lai với mục tiêu trước mắt, Sơn sẽ giúp được nhiều người thành công hơn nữa. Và trong năm nay Sơn sẽ cố gắng đạt được cấp bậc mà Sơn mong muốn, đó là cấp bậc Ground Manager. Thì lời nói cuối cùng thì anh Sơn cũng xin gửi lời tất cả quý vị một lời cảm ơn chân thành, cũng như là đã cảm ơn tất cả quý vị đã giúp đỡ Sơn trong thời gian vừa qua. Anh Sơn xin hết ạ.